các phụ huynh thường lo lắng khi con mình tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn tuy nhiên giáo sư jack gilbert giám đốc trung tâm vi sinh vật thuộc đại học chicago của mỹ đồng thời là tác giả cuốn bẩn là tốt lợi ích của vi khuẩn đối với sự phát triển hệ thống miễn dịch của con bạn lại cho rằng lối suy nghĩ này đang làm suy yếu khả năng phòng vệ của trẻ em đối với bệnh tật một môi trường sống hoàn toàn tiệt trùng chưa hẳn đã tốt cho sức khỏe của trẻ theo giáo sư Jack Gilbert, bụi bẩn và các loại vi khuẩn chính là những yếu tố thiết yếu để xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ông cho rằng nếu không được tiếp xúc với bụi bẩn và các loại vi khuẩn sớm, hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ sẽ không biết cách phản ứng để chống lại các tác nhân gây bệnh sau này. Vì thế, cha mẹ không cần phải lo ngại nếu trẻ ôm vật nuôi, chơi đùa dưới đất và ăn các đồ ăn rơi trên sàn. Theo ông Gilbert, trẻ sống trong một môi trường giàu vi khuẩn lại có tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn rất thấp. Vì thế, các bậc phụ huynh chỉ cần rửa tay cho con bằng xà phòng và nước là đủ để bảo vệ trẻ và không nên sử dụng các chất tẩy rửa. Cha mẹ cũng nên cho con ăn thêm các loại thực phẩm lên men có chứa nhiều lợi khuẩn như sữa chua, kim chi, miso, natto bởi các loại vi khuẩn sống trong thực phẩm lên men tạo ra một lớp bảo vệ trong ruột giúp chống lại các yếu tố gây bệnh như salmonella và e coli. Có rất nhiều lý do vì sao mà những trẻ thường xuyên nghịch bẩn thì sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn những đứa trẻ mà rất là sạch sẽ, rất là ngoan ngoãn hay là chỉn chu. Theo trung tâm nghiên cứu gen và môi trường tại Mỹ thì có khoảng 100.000 tỷ vi sinh vật sống ở trong cơ thể của chúng ta. À, bao gồm có vi khuẩn, có nấm, có virus và động vật nguyên sinh. À, rất là nhiều trong số đó thì là những vi khuẩn tốt giúp bạn có thể tiêu hóa thức ăn, sản xuất ra vitamin và chống lại cả những vi khuẩn xấu theo thời gian đặc biệt là trong suốt thời thơ ấu thì mỗi người sẽ phát triển một hệ vi sinh vật riêng à, nghịch bẩn sẽ giúp bổ sung các loại vi khuẩn có lợi giúp duy trì được hệ vi sinh vật cơ bản và duy trì sự cân bằng giữa số vi khuẩn tốt cũng như là với vi khuẩn xấu à, vâng song không phải chỗ nào trẻ em cũng có thể nghịch bẩn được à, các bậc phụ huynh không nên để trẻ chơi ở khu vực có phân chó phân mèo hoặc bất kỳ loại động vật nào khác à, vâng ý tôi nói là phân ở bất kỳ loại động vật nào khác hoặc ở những nơi gia súc ăn cỏ à, ngoài ra trẻ cũng không nên chơi ở những nơi đã được phun thuốc trừ sâu hoặc là chất hóa học đất cát ở gần nhà ga hoặc nhà máy có thể có chứa sơn thuốc trừ sâu hoặc các chất hóa học độc hại mà trẻ không nên tiếp xúc